Diêm Jirazu công khai chúc sinh nhật bạn gái hơn 4 tuổi, người tình màn ảnh phản ứng bất ngờ. Người hâm mộ không khỏi thích thú trước khung hình chung hiếm hoi của Diêm Jirazu và bạn gái ngoài ngành giải trí. Ngày 21 tháng 7, hoàng tử nụ cười Diêm Jirazu bất ngờ chia sẻ ảnh chụp cùng bạn gái Phong Ben lên trang cá nhân với dòng chú thích chúc mừng sinh nhật muộn. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, của tôi kèm theo biểu tượng hình trái tim. Ngay lập tức, bài đăng của nam diễn viên Matalada đã khiến người hâm mộ dần dần. Bởi đây chính là một trong những lần hiếm hoi Diêm Jirazu công khai chúc mừng sinh nhật bạn gái hơn 4 tuổi trên mạng xã hội. Trong bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy Diêm Jirazu và Phong Ben đều diện trang phục đơn giản, trên tay cả hai đang ôm hai chú chó dễ thương. Đặc biệt, trong khi nam diễn viên 9X cười tươi nhìn vào máy ảnh thì bạn gái anh đứng bên cạnh khoe khéo vẻ ngoài xinh xắn. Trẻ trung khiến người hâm mộ khó lòng nhận ra khoảng cách tuổi tác của cặp đôi. Phía dưới bài đăng của Diêm Jirazu, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bạn gái anh. Nhiều netizen cũng khen ngợi sự dễ thương của cặp đôi. Đặc biệt nhất phải kể đến bình luận của tình màn ảnh hiện tại của Diêm Jirazu trong bộ phim Matalada, nữ diễn viên Toi Jarinpon. Cô nàng hào hứng nhận xét về bức ảnh chụp chung của Diêm và bạn gái, bức ảnh này dễ thương quá, mình yêu cả hai bạn. Diêm Jirazu sinh năm 1993, là nam diễn viên nổi tiếng ở xứ sở Chùa Vàng. Anh còn trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua loạt tác phẩm ăn khách như Cô vợ mẫu mực, Cứu tinh của nàng thiên Nga, Trò chơi tình ái và mới đây nhất không thể không nhắc đến Matalada, dự án hợp tác cùng Toi Jarinpon giúp đài CH3 đạt được mức rating khủng. Về đời tư, Diêm Jirazu từng vướng nghi vấn hẹn hò với loạt diễn viên hạng A đình đám Thái Lan nhưng chưa một lần lên tiếng. Vào tháng 11 năm 2018, anh mới chính thức xác nhận chuyện hẹn hò Phong Ben, cô gái ngoài ngành giải trí hơn mình 4 tuổi. Ban đầu, mối quan hệ của Diêm Jirazu và bạn gái không nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi vấn đề tuổi tác. Tuy nhiên, trải qua gần 5 năm bên nhau, tình cảm của cả hai vẫn vô cùng tốt đẹp và người hâm mộ cũng dần chuyển sang chúc phúc cho cặp đôi này. Nguồn: Tini, Instagram.